mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ đổ top 1 bảng xếp hạng khắp vô cực Việt Nam giao lưu tiệc trò chơi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ gọi anh Gnot qua để giao lưu tiệc trò chơi nha. Hai em. Bây giờ em với anh vô giao lưu tiệc trò chơi nha. Ok em nè. Mình sẽ mời anh Gnot vô nhóm chơi để bắt đầu giao lưu tiệc trò chơi nha mọi người. À mà khoan cho anh hỏi, điện thoại anh cũ quá chơi giật lag. Tiện ngồi máy tính anh định chơi trên đó luôn. Em biết giả lập nào chơi mượt giới thiệu anh nhé. À em có biết một phần mềm giả lập, anh biết phần mềm giả lập Gnot Player không? Anh không biết á? Để em chỉ anh tài nha. Ok em. Nếu bạn sử dụng máy tính để chơi game, thì phần mềm Nax Player chính là trình giả lập Android tốt nhất để bạn chơi game mobile trên PC, với khả năng tương thích với hầu hết các tựa game mobile. Giả lập Nax Player với rất nhiều tính năng vượt trội, như bàn phím keyset được cài sẵn hỗ trợ chơi game một cách linh hoạt và dễ dàng hơn. Ngoài ra, chức năng đa nhiệm cho phép người dùng mở nhiều cửa sổ giả lập cùng một lúc. Mỗi giả lập có thể vận hành chơi game một cách độc lập giúp người chơi có thể sử dụng nhiều tài khoản game cùng một lúc. Vậy làm sao để có thể tải Nax Player về máy tính? Bước 1. Gõ từ khóa Nax Player trên Google Search để tìm đến trang web chính thức của Nax Player Việt Nam. Hoặc truy cập website vn.bignax.com. Link tải Nax Player có trong phần mô tả và ghi bình luận dưới video. Bước 2. Nhấn chọn tải ngay để tải Nax Player và tiến hành cài đặt trên máy tính. Bước 3. Nhấn chọn Start để khởi động Nax Player. Bước 4. Trên thanh công cụ màn hình chính giả lập Nax Player, gõ tên game để tìm game và đăng nhập tài khoản Google để tải game về, sau đó khởi động và chơi như bình thường. Anh biết cách tải chưa? À ok, anh biết rồi nè. Ok em. My heart rages around like an ocean.